thêm một cái câu từ trên trời rơi xuống. Rơi đâu không rơi, tại sao rơi trong nhà của tôi vậy? Thế giới bất ngờ, một người lạ bỗng làm cha, thì điều gì sẽ xảy ra? Chăm lo các con đến tuổi già, rồi từng ngày pha lốt xa. Ôi tôi nghĩ suy sao mệt quá. Có lẽ ông trời chẳng buộc mình phải bỏ rơi, để từng ngày tiếng à ơi bên nhau sớm hôm chẳng thể rời. Vì nhà mình là ở đây, nơi sinh các con chẳng phải trời cao. Sẽ mãi bên cha dù rằng đôi khi cha hay trách con, cha hay mang lang. Thế rồi khi ta trong một nhà hiểu lầm thì dừa bỏ qua. Ở đâu đó thế giới quen ta, hạnh phúc cũng chính là quà. Nào mình cũng sẽ chỉ thêm cười hà ha. Mãi ở bên cha dù chẳng rời xa chắc con chúng ta. Ây cha, màu son Eureka tuyệt vời. Anh Tùng hả? Anh Tùng đây, chàng trai núi rừng của em đây. Em làm gì vậy? Mệt quá, chị đang ngồi trên đống lửa mà còn chọc chị nữa. Thì tại vì em thấy chị đang ngồi trên đống lửa nên em tạt gáo nước mát cho chị mát á. Chị mát hay quá ha. Chị Vi, mặc dù là em chưa gặp ông chủ bao giờ, nhưng mà trong trí tưởng tượng của em, ông chủ là một người vô tâm. Ý em là sao? Nếu như ông chủ thương chị thiệt lòng, ông chủ sẽ gọi điện thoại cho chị thường xuyên nè, ngày nào cũng nhắn tin nè, chúc ngủ ngon nè. Đằng này hả, một tuần gọi có một lần à, mà nhiều khi còn quên nữa. Không có như anh bảo gì hết trơn. À, lúc nào cũng quan tâm, lúc nào cũng lo lắng chăm sóc cho chị hết, quà cáp đầy đủ. Vậy mà chị lơ người ta, gặp em anh chọn anh Bảo liền. Thì nhiều khi anh Tùng anh nhiều việc quá hay sao? Có bộ em mê anh Bảo dữ ha. Mê tao mê. Anh Bảo là gu của em mà. Anh Bảo đúng chuẩn soái ca luôn á. Nếu như mà anh Bảo đang không để ý chị, em sẽ nhổ qua cướp chậu luôn. Thôi khỏi nhổ hoa, tôi cho cô luôn cái chậu đó. Thiệt á? Vậy lượm lượm thiệt á nha. Ở chứ nhiều diễn quá, đi làm việc đi. Trời ơi, sao chưa gọi điện cho em nữa anh Tùng? Ủa, anh Bảo sai ca tới hả? Em, chị Vi có nhà không? Dạ có, nhưng mà anh biết gì không? Dòng bão sắp tới rồi, nhà này sắp cháy, sắp đùng 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 luôn rồi. Anh cũng vô cắt. Là sao? Có chuyện gì vậy? Không biết gì hết trơn hả? Không được, em mà nói sơ sẩy bà ra bị giết cũng chết. Đây, em nói cho nghe. Em nói cho nghe. Đây, nghe hôn quá. Ê! Hai người làm cái gì vậy? Dạ à, Vi nè, em tìm đâu ra cô bé giúp việc mà vừa nhanh nhẹn dễ thương mà nói chuyện cũng có lý lắm á nghe. Trời ơi, chắc tôi chết với cái nụ cười soái ca này quá à. Cái điệu này ha, tôi xin nhổ qua cướp chậu. Vi, chị kể nghe. Hôm bữa con nghe đi nhà chị á, trời đất ơi, con nhỏ tài lên tài lẹt, biết làm gì không? Đi làm mai việc thi với winner. Thôi thôi, chị nghe một cái chị hết hồn hết vía luôn vậy đó. Mà hả, hên là hai đứa không có chuyện gì với nhau đó. Suốt ngày hát hò, nhìn khó ưa dễ sợ. Ủa mình hát nào ta? À, thôi xin lỗi. À, thôi chị về nha. Ủa chị đâu vậy? Đi về đi về. Chứ nãy em nói chị khó ưa đó nhớ không? Mà chị không biết chị làm gì luôn á. Trời ơi, em đang suy nghĩ lung tung vu vơ mà. Có nói chị đâu. Chị nhạy cảm quá. Ai biết bà, tự nhiên bà ngồi nói chuyện với tôi rồi bà nói khó ưa khó chịu, tôi đâu biết bà nói ai. Lượm. Dạ. Biểu coi. Thấy tôi đang tiếp khách mà quét dọn vậy bụi bặm bay tùm lum, rồi khách hít vô khách bệnh rồi sao? Dạ. Ủa, thì có gì đâu cưng, mình dọn dẹp là mình phải có bụi mà. Không thì bình thường, chị bình thường, không sao đâu. Ừ, cứ dọn đi cưng, không sao, không sao. Đứng đó.
Đi vô nấu cơm cho tôi đi. Thiệt á, việc thi Viên Đào Đào mà không giữ lại là tôi cho nghỉ lâu rồi. Mình Vi, chị thấy dạo này em lạ lắm á nha. Đây nè, cái nhân vật này nè, chị biết không, mới vô làm thôi mà đi cà khịa ông công, mém chút xíu nữa gia đình người ta có sóng gió rồi. Chưa hết nữa, bây giờ sắp tới nè, tính cà khịa luôn ông Bảo, dễ sợ chưa? Trời ơi, nhìn hiền dễ thương mà, hiền khô mà cứ hiền, hiền lắm á. Em nói chị nghe nha, đứng nói chuyện với trai mà hả, cứ cười khúc kích vậy nè, rồi cứ ngã ngã nghiêng nghiêng vô người người ta vậy đó, ngộ ghê vậy đó. Nhắc tới là phát điên à. À, mà nói chuyện với trai là trai nào vậy? Ông Bảo đó. À, vậy có thích ông Bảo không? Trời, chị nói gì mắc cười vậy? Coi như anh em vậy thôi à, chứ chị nghĩ coi em có anh Tùng rồi yêu đương ai nữa. Nếu mà em đã xác định ông Bảo là sếp em, con không có gì thì bây giờ nó thích ai, nó cà khịa ai, nó dụi đầu cho người ai, hoặc nó làm gì ai đi chăng nữa thì đâu có liên quan tới em đâu, đúng không cưng? Ôi, tự nhiên tức chi cho mệt mình vậy? Vì cái biểu hiện của em bây giờ á, dân gian người ta gọi là ghen. Đúng không? Không. Lại là anh nữa hả? Sao anh ngoan cố quá vậy? Em nói anh về đi mà. Trời ơi, mệt ghê, còn đem quà tới nữa. Em không có lấy đâu, đem về đi. Đâu có đâu. Quà này là anh mua cho Lượm. Lượm có nhà không? Lượm ơi, Lượm ơi, Lượm. Lượm, Lượm. Dạ. Ủa, gì vậy? Ê, em xin lỗi chị. Vì anh kiếm em á. Anh Bảo, anh Bảo tới kiếm em hả? Hôm bữa Lượm nói với anh á, Lượm thèm thịt bò cô bé đúng không? Dạ. Anh mua qua 1kg nè, thêm 1kg kem nữa cho Lượm ăn cả luôn. Trời đất ơi, anh Bảo quý quá à. Anh Bảo biết em thích, anh Bảo đem qua tận nơi cho em luôn hả? Trời đất ơi, chị Vy, cầm cho em. Anh Bảo cho nhà chơi con lên. Ủa, nhà tôi mà sao mấy người tự nhiên quá vậy? Lụm nhỏ này về làm chi không biết nữa. Hai người này nói cái gì từ nãy giờ không biết nữa. Phải em thấy khó chịu khi Bảo và Lượm ở bên nhau đúng không? Em có muốn biết khi hai người đó ở với nhau họ nói gì không? Cái bà này, ai thèm hóng chuyện của hai người đó chứ. Thôi đi bà ơi, có gì đâu mà tim tôi phải đập, chân tôi phải rung. Đó, đó là biểu hiện của đang ghen đó. Trời ơi, cái bà này lãm nhảm quá. Ăn hả? Cứ tự nhiên ăn đi, ăn nhau luôn cũng được. Không, táo ngon á, em mua táo đâu ngon thiệt á. Anh ghen mà em ngại hết trời luôn. Ủa anh Bảo, hả? Anh thích ăn trái cây hả? À. Lượm, dạ. Ra chợ mua một cần xé trái cây về cho chị, để anh ăn cho đã. Nè, sắp có thời sự kìa, có coi không? À thôi, bữa nay không coi đâu. Được, dạ. Đi nấu cơm đi. Em nấu xong rồi. Lo đi coi dọn dẹp nhà cửa đồ đi. Nhưng mà hôm qua chị nói với em là không có được dọn dẹp trước mặt khách mà. Trả treo quá à. Anh Bảo.
Anh tới thăm nhân viên vậy hoài á, mọi người trong công ty của mình dị nghị chết á. Ai dị nghị gì đâu em, anh là giám đốc mà. Anh muốn tới thì tới, không tới thì thôi chứ. Nhân viên nào quản được thời gian của anh, đúng không Lượm? Trời ơi, Bảo nói vậy cũng có lý hết trơn. Nè, cô vô hình rồi hả? Cô vừa phải thôi nha. Cô suốt ngày cứ ve giảng trai hoài vậy. Hết sếp của anh Tùng, bây giờ tới crush của tôi. Cô làm ơn cô dẹp cái bộ mặt hả ngơ ngơ ngáo ngáo của cô đi, nhìn ngán quá. Còn anh Bảo nữa. Anh sao? Nó anh thích tôi mà, đeo đuổi tôi, rồi giờ muốn cua luôn người làm của tôi là sao? Bộ anh tính cưới vậy làm tiểu tam hay gì? Nè, tôi đang nói chuyện với anh mà anh khi dễ anh bỏ đi vậy đó hả? Dạ. Muốn nói chuyện riêng chứ gì? Nói đi, coi như tôi khuất mặt khuất mày. Cái toilet bên đâu vậy Lương? Dạ ở trong này nè, đi để dẫn em đi. À! Cô là con gái mà cô dẫn người ta đi toilet là làm sao? Ăn trái cây không? Nè, tôi dâng tới họng cô luôn nè. Lượm. Dạ. Đang rửa chén hả em? Dạ. Em gái. Chị, có gì chị nói với em chứ chị vuốt vuốt gì em sợ quá à. Chị nói thẳng đi nha, tính em là thích thẳng à, em không ghét lòng vòng đó. Em. Dạ. Bộ dưới quê em thiếu thốn lắm hả cưng? Thiếu gì? Nói chị cho nghe không? Thiệt hả chị? Ừ. Chứ chị thấy em gặp ai em cũng quơ quào hết trơn à. Chị nói gì vậy? Em không hiểu. Trời ơi, giả nai với chị nữa. Chị nhìn chị thấy được mà. Chị thấy em á, mỗi lần gặp con trai á là hai mắt em sáng rỡ à. Mắt em hiện lên hai chữ mê trai đó cưng. Chị nói vậy là chị đang xúc phạm nhân phẩm của em á, chị biết không? Đúng á, là em có mê trai chút xíu thiệt á, nhưng mà đâu có tới nỗi là mắt em sáng rực như vậy đâu. À, hay là hả, tại vì chị thấy em thân với anh Bảo nên chị ghen, chị giận em đúng không? Trời ơi em ơi, chị với anh Bảo có liên quan gì với nhau mà phải giận em? Chị với anh Bảo có liên quan gì tới nhau đâu. Vậy mà em nhắc tới anh Bảo chút xíu là chị thay đổi thái độ liền. Em nói cho chị biết, anh Bảo là người nhờ em tìm cách giúp cho chị và anh thân thiết với nhau hơn. Thậm chí ha, để coi thái độ của chị khi mà em ở cạnh bên anh Bảo như thế nào á. Chị không biết gì hết trơn á. Chưa gì hết là sấn tới chửi người ta à, sỉ nhục người ta, vu khống người ta. Em là con ở thiệt á, nhưng mà em cũng có sĩ diện của em chứ bộ. Chị lo lắng cho em thôi, chứ chị có nghĩ gì đâu. Chị lo lắng cho em thôi, chứ chị có nghĩ cái gì đâu. Chị nói với em á là hả, lúc nào chị cũng có chú Tùng. Vậy mà em mới thân với anh Bảo có chút xíu à, là chị nói đùng đùng lên chửi em rồi. Chị nói làm sao, hồi nãy chị hỏi ở dưới quê em có thiếu thốn gì không hả? Thiệt ra dưới quê em không thiếu thốn gì hết trơn á, mà người thiếu thốn á là chị á. Chị nói với em á là hả, lúc nào chị cũng có chú Tùng. Vậy mà em mới thông với anh Bảo có chút xíu à, là chị nói đùng đùng lên chửi em rồi. Hồi nãy chị hỏi ở dưới quê em có thiếu thốn gì không hả? Thiệt ra dưới quê em không thiếu thốn gì hết trơn á, mà người thiếu thốn là chị á. Không, không thể nào. Mời ơi
chúng ta phù ba bước qua, vì nơi đây sẽ chính là nhà có tình yêu thương thiết tha, và chẳng sẽ mãi mãi chờ che mây mẫn sẽ đến bên.